Cho các em, bài luyện tập này sẽ giúp chúng ta củng cố các kiến thức về phương trình hóa học, nắm chắc cách lập phương trình hóa học. Đầu tiên là củng cố lại kiến thức trọng tâm qua bài tập 1, trang 57, sách giáo khoa. Các em cần nhớ, phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm. Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình của phản ứng ở điểm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng chưa bằng nhau. Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. Và nội dung quan trọng cần nhớ là các bước lập phương trình hóa học. Bước 1. Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm. Bước 2. Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố, tức là tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức. Bước 3. Viết phương trình hóa học. Khi cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố, chúng ta có các mẹo nhỏ sau. Đối với phản ứng có hai nguyên tố, cân bằng nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn trước. Ví dụ, phản ứng B tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành B2O5. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. B chỉ số không ghi là 1 nhân với hệ số không ghi là 1, chúng ta có một nguyên tử B. O2 chỉ số 2 cho biết có hai nguyên tử O. B2O5 chỉ số của B là 2, có hai nguyên tử B. Chỉ số của O là 5, có 5 nguyên tử O. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng chưa bằng nhau, nên chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là cân bằng. Khi cân bằng, đối với phản ứng có hai nguyên tố này, chúng ta sẽ cân bằng nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn trước, tức là sẽ cân bằng số nguyên tử O trước bằng cách nhân hệ số 2 trước công thức B2O5 để làm chẵn số nguyên tử O. Khi đặt hệ số 2 trước B2O5, chúng ta có chỉ số của O là 5 nhân hệ số 2 là 10, 10 nguyên tử O. Trước phản ứng chỉ số của O là 2. Muốn có 10 nguyên tử O, chúng ta sẽ chọn hệ số mấy để đặt trước O2? Đúng vậy, chúng ta sẽ chọn hệ số 5. Tương tự như vậy, trong hai phân tử B2O5, chỉ số của B là 2 nhân với hệ số 2, chúng ta có 4 nguyên tử B. Trước phản ứng, chỉ số của B không ghi là 1. Muốn có 4 nguyên tử B, chúng ta sẽ đặt hệ số mấy trước B? Đúng, chúng ta sẽ đặt hệ số 4 trước B. Lúc này, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Chúng ta nối liền dấu mũi tên, vậy là đã hoàn thành xong phương trình hóa học. Còn đối với phản ứng có 3 nguyên tố trở lên, các em có thể cân bằng theo thứ tự kim loại, nhóm nguyên tử, ví dụ nhóm OH, nhóm CO3, nhóm SO4, v.v. Phi kim khác H khác O, sau đó là H, cuối cùng là O. Vận dụng thứ tự này vào phản ứng B2O5 tác dụng với H2O tạo thành H3PO4. Đầu tiên chúng ta sẽ đếm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng, xem có bằng nhau chưa. Trong phân tử B2O5, chỉ số của B là 2, chỉ số của O là 5. Chúng ta có 2 nguyên tử B và 5 nguyên tử O. Trong công thức H2O, chỉ số của H là 2, chỉ số của O không ghi là 1. Chúng ta có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O. Trong công thức H3PO4, chỉ số của H là 3, chỉ số của B không ghi là 1, chỉ số của O là 4. Chúng ta có 3 nguyên tử H, 1 nguyên tử B và 4 nguyên tử O.
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không bằng nhau, nên chúng ta mới chuyển sang bước thứ hai, cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Phản ứng này không có kim loại. Nhóm nguyên tử BO4 chỉ có sau phản ứng, nên không coi nhóm BO4 như một đơn vị để cân bằng, mà phải tính số nguyên tử B và số nguyên tử O. Do đó, chúng ta sẽ cân bằng B trước bằng cách đặt hệ số 2 trước H3BO4. Để có hai nguyên tử B bằng với số nguyên tử B có trong B2O5. Lúc này, trong hai phân tử H3BO4, chỉ số của H là 3 nhân với hệ số 2 là 6. Chúng ta có 6H. Chỉ số của B không ghi là 1 nhân với hệ số 2 là 2, chúng ta có 2B. Chỉ số của O là 4 nhân với hệ số 2 là 8, chúng ta có 8O. Tiếp theo, cân bằng H. Trong công thức H2O, chỉ số của H là 2. Muốn có 6H, chúng ta nhân hệ số 3 trước H2O. Trong 3 phân tử H2O, chỉ số của H là 2 nhân hệ số 3 là 6. Chỉ số của O không ghi là 1 nhân với hệ số 3 là 3O. Với B2O5, chỉ số của B là 2, chỉ số của O là 5. Chúng ta có 2B và 5O. Như vậy, trước phản ứng chúng ta có 6H, 2B và 8O bằng với số nguyên tử sau phản ứng, cũng là 6H, 2B và 8O. Phương trình đã cân bằng xong, nối liền dấu mũi tên và chúng ta hoàn thành được phương trình hóa học. Ví dụ khác, phản ứng giữa Na2CO3 tác dụng với CaCl2 tạo thành CaCO3 và NaCl. Nhóm CO3 có ở trước và sau phản ứng, nên chúng ta có thể xem là một đơn vị để cân bằng. Theo thứ tự cân bằng, đầu tiên là kim loại. Trong công thức Na2CO3 có kim loại Na, chỉ số là 2, tức là có hai nguyên tử Na. Trong công thức NaCl, chỉ số của Na không ghi là 1, có một nguyên tử Na. Vậy chúng ta sẽ cân bằng kim loại Na bằng cách thêm hệ số 2 trước NaCl. Ngoài kim loại Na thì chúng ta còn có kim loại Ca. Trong công thức CaCl2 có một Ca. Trong CaCO3 có một nguyên tử Ca. Số nguyên tử Ca trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Chuyển sang đếm tới số nhóm nguyên tử. Trong công thức Na2CO3 có một nhóm CO3. Trong công thức CaCO3 có một nhóm CO3. Lưu ý, nhóm nguyên tử không bỏ vào ngoặc, chỉ số không ghi, tức là 1. Tiếp theo, phi kim. Trong công thức CaCl2, chỉ số của Cl là 2, chúng ta có hai nguyên tử Cl. Trong hai phân tử NaCl, chỉ số của Cl không ghi là 1 nhân với hệ số 2, chúng ta có hai nguyên tử Cl. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Nối liền dấu mũi tên, chúng ta đã hoàn thành xong phương trình hóa học. Bằng các kiến thức vừa củng cố được, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Dựa theo các bài tập trang 57 và 58 sách giáo khoa. Đầu tiên là cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố để lập phương trình hóa học. Thứ nhất, phản ứng giữa Na và O2 tạo thành Na2O. Trước tiên, chúng ta kiểm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Ở phản ứng này, trước phản ứng có một nguyên tử Na và hai nguyên tử O. Sau phản ứng có hai nguyên tử Na và một nguyên tử O. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng chưa bằng nhau, nên chúng ta chuyển sang bước thứ hai là cân bằng. Để cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
Đối với phản ứng có hai nguyên tố, chúng ta sẽ chọn cân bằng nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn trước. Nhưng với phản ứng này, số nguyên tử của hai nguyên tố bằng nhau, thì chúng ta ưu tiên cân bằng nguyên tố oxy trước. Trước phản ứng có hai nguyên tử O, sau phản ứng có một nguyên tử O, nên chúng ta đặt hệ số 2 trước công thức Na2O. Khi đặt hệ số 2 trước Na2O, sau phản ứng, chỉ số của Na là 2 nhân hệ số 2 là 4. Vậy chúng ta có 4 nguyên tử Na, nên trước phản ứng, chọn hệ số 4 đặt trước Na. Như vậy, trước phản ứng có 4 nguyên tử Na và 2 nguyên tử O, sau phản ứng cũng có 4 nguyên tử Na và 2 nguyên tử O, phương trình đã cân bằng. Nói liền dấu mũi tên lại là hoàn thành phương trình hóa học. Phản ứng thứ 2, HGO phân hủy thành HG và O2. Phản ứng này cũng có 2 nguyên tố. Trước phản ứng có 1 nguyên tử HG và 1 nguyên tử O, sau phản ứng có 1 nguyên tử HG và 2 nguyên tử O. Phản ứng chưa cân bằng, chúng ta bắt đầu cân bằng. Số nguyên tử O nhiều hơn nên chúng ta sẽ cân bằng nguyên tử O trước. Sau phản ứng có 2 nguyên tử O nên chúng ta sẽ đặt hệ số 2 trước HGO. Sau đó đặt hệ số 2 trước HG. Lúc này trước phản ứng có 2 nguyên tử HG và 2 nguyên tử O. Sau phản ứng cũng có 2 nguyên tử HG và 2 nguyên tử O. Phương trình đã cân bằng. Phản ứng thứ 3, FeOH 3 lần phân hủy tạo thành Fe2O3 và H2O. Đây là phản ứng có 3 nguyên tố. Chúng ta sẽ cân bằng theo thứ tự kim loại, nhóm nguyên tử, phi kim, H và O. Nên chúng ta sẽ cân bằng nguyên tố Fe trước. Trước phản ứng, công thức FeOH 3 lần, chỉ số của Fe không ghi là 1. Chúng ta có 1 nguyên tử Fe trước phản ứng. Sau phản ứng, công thức Fe2O3, chỉ số của Fe là 2. Chúng ta có 2 nguyên tử Fe. Do đó, chọn hệ số 2 đặt trước công thức FeOH 3 lần. Trước phản ứng có nhóm OH, sau phản ứng không có nhóm OH, nên chúng ta không đếm nhóm nguyên tử được. Không có phi kim nào khác H và O, nên tiếp theo chúng ta sẽ đếm H. Trước phản ứng, bây giờ có 2 phân tử FeOH 3 lần. Chỉ số của H không ghi là 1, nhân cho chỉ số của nhóm là 3, nhân tiếp hệ số 2 là 6. Chúng ta có 6H trước phản ứng. Sau phản ứng, công thức H2O, chỉ số của H là 2. Do đó, chúng ta chọn hệ số 3 đặt trước H2O để có 6 nguyên tử H. Cuối cùng, đếm tới O. 2 phân tử FeOH 3 lần. Chỉ số của O không ghi là 1, nhân cho chỉ số của nhóm là 3, nhân tiếp hệ số 2 là 6. Vậy trước phản ứng chúng ta có 6 O. Trong công thức Fe2O3, chỉ số của O là 3, chúng ta có 3 nguyên tử O. Trong 3 phân tử H2O, chỉ số của O không ghi là 1, nhân cho hệ số nhóm là 3, chúng ta cũng có 3 nguyên tử O. 3 nguyên tử O trong Fe2O3 cộng 3 nguyên tử O trong 3H2O là có 6 nguyên tử O sau phản ứng. Như vậy, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Chúng ta hoàn thành phương trình hóa học. Phản ứng thứ tư, Mg tác dụng với H2SO4 tạo thành MgSO4 và H2. Phản ứng này có nhiều hơn 3 nguyên tố, vậy chúng ta cũng sẽ cân bằng theo thứ tự kim loại, nhóm nguyên tử, phi kim khác H, khác O, sau đó đến H và cuối cùng là O. Kim loại ở đây có Mg. Trước phản ứng và sau phản ứng đều có một nguyên tử Mg. Nhóm nguyên tử
Chúng ta có nhóm SO4. Trước phản ứng và sau phản ứng đều có một nhóm SO4. Còn lại, nguyên tử H, trước phản ứng có 2H, sau phản ứng cũng có 2H. Như vậy, phương trình này đã cân bằng. Chúng ta không cần chọn hệ số nữa. Phản ứng CaO tác dụng với HNO3 tạo thành CaNO3 2 lần và H2O. Cân bằng nguyên tố kim loại trước. Ở đây kim loại là Ca. Trước phản ứng và sau phản ứng đều có một nguyên tử Ca. Đến nhóm nguyên tử. Trước phản ứng có một nhóm NO3. Sau phản ứng có hai nhóm NO3. Nên chúng ta chọn hệ số 2 đặt trước công thức HNO3. Sau đó đếm tới H. Hai phân tử HNO3 có 2H. H2O có 2H. Số nguyên tử H đã bằng. Còn lại O. Trong công thức CaO có một nguyên tử O. Trong công thức H2O có một nguyên tử O. Đã bằng. Vậy là số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Chúng ta đã hoàn thành được phương trình hóa học. Bài tập 2 trang 57 sách giáo khoa cho sơ đồ của các phản ứng. Yêu cầu lập phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng. Sơ đồ ở câu A. Chúng ta đã cân bằng ở phần luyện tập. Na tác dụng với O2 tạo thành Na2O. Chọn hệ số 2 đặt trước Na2O và hệ số 4 trước Na. Phương trình đã cân bằng. Phương trình hóa học này được đọc là 4 nguyên tử Na tác dụng với một phân tử O2 tạo thành hai phân tử Na2O. Vậy, tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng này là số nguyên tử Na tỷ lệ với số phân tử O2 tỷ lệ với số phân tử Na2O bằng 4, 1, 2. Sơ đồ B. Chọn hệ số 2 đặt trước H3PO4. Hệ số 3 trước H2O. Phương trình đã cân bằng. Phản ứng này có 2 chất tham gia và 1 sản phẩm. Tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của 3 chất trong phản ứng này được viết như sau. Số phân tử B2O5 tỷ lệ với số phân tử H2O tỷ lệ với số phân tử H3PO4 bằng 1, 3, 2. Bài tập 3 trang 58. Yêu cầu làm như bài tập 2. Với sơ đồ phản ứng thứ nhất, HGO phân hủy thành HG và O2. Để cân bằng, chúng ta đặt hệ số 2 trước HGO và hệ số 2 trước HG. Phương trình đã cân bằng. Phương trình này được đọc là hai phân tử HGO phân hủy thành hai nguyên tử HG và một phân tử O2. Phản ứng này có một chất tham gia và hai sản phẩm. Tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của ba chất trong phản ứng này được viết như sau. Số phân tử HGO tỷ lệ với số nguyên tử HG tỷ lệ với số phân tử O2 bằng 2, 2, 1. Sơ đồ phản ứng thứ hai, FeOH 3 lần phân hủy thành Fe2O3 và H2O. Chọn hệ số 2 trước FeOH 3 lần và hệ số 3 trước H2O. Phương trình đã cân bằng. Phương trình này được đọc là hai phân tử FeOH 3 lần phân hủy thành một phân tử Fe2O3 và ba phân tử nước. Vậy, tỷ lệ số phân tử Fe2O
Vậy tỷ lệ số phân tử FeOH 3 lần và số phân tử Fe2O3 và số phân tử H2O là 2, 1, 3. Bài tập 4. Cho sơ đồ của phản ứng Na2CO3 tác dụng với CaCl2 tạo thành CaCO3 và NaCl. Lập phương trình hóa học của phản ứng bằng cách thêm hệ số 2 trước NaCl, phương trình đã cân bằng. Yêu cầu thứ hai, cho biết tỷ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng. Phản ứng này có 2 chất tham gia và 2 chất sản phẩm. Từ 4 chất trong phản ứng, chúng ta có thể bắt được nhiều cặp khác nhau. Đầu tiên, lấy Na2CO3, chúng ta có thể có cặp chất giữa Na2CO3 và CaCl2. Cặp chất giữa Na2CO3 và CaCl3. Cặp chất Na2CO3 và NaCl. Nếu lấy CaCl2 đem đi bắt cặp, chúng ta có cặp CaCl2 và CaCl3. Cặp CaCl2 và NaCl. Cuối cùng, nếu lấy CaCl3 đi bắt cặp thì chúng ta còn một cặp còn lại là CaCl3 và NaCl. Tùy các em lựa chọn. Lưu ý, phương trình hóa học này được đọc là một phân tử Na2CO3 tác dụng với một phân tử CaCl2 tạo thành một phân tử CaCO3 và hai phân tử NaCl. Vậy, số phân tử Na2CO3 tỷ lệ với số phân tử CaCl2 là 1 chia 1. Tương tự cho những cặp chất còn lại. Bài tập 5. Biết Mg tác dụng với H2SO4 tạo ra H2 và MgSO4. Lập phương trình hóa học của phản ứng. Vậy, phản ứng này có hai chất tham gia là Mg và H2SO4. Có hai sản phẩm là H2 và MgSO4. Nên, sơ đồ của phản ứng được viết như sau. Mg tác dụng với H2SO4 tạo thành MgSO4 và H2. Khi kiểm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng, chúng ta thấy trước và sau phản ứng đều có một nguyên tử Mg, đều có một nhóm SO4 và đều có hai nguyên tử H. Vậy phương trình này đã được cân bằng. Không cần chọn hệ số nữa. Yêu cầu tiếp theo, cho biết tỷ lệ giữa số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng. Vậy, chúng ta có số nguyên tử Mg tỷ lệ với số phân tử H2SO4, số nguyên tử Mg tỷ lệ với số phân tử MgSO4 và số nguyên tử Mg tỷ lệ với số phân tử H2. Để xác định đúng tỷ lệ, các em cần nhớ phương trình hóa học này được đọc là một nguyên tử Mg tác dụng với một phân tử H2SO4 tạo thành một phân tử MgSO4 và một phân tử H2. Biết B tác dụng với O2 tạo thành B2O5, chúng ta có sơ đồ phản ứng được viết như sau. B tác dụng với O2 tạo thành B2O5. Để lập phương trình hóa học của phản ứng trên, chúng ta sẽ chọn hệ số 2 đặt trước B2O5, hệ số 5 đặt trước O2 và hệ số 4 đặt trước B. Lúc này số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Nối liền dấu mũi tên, chúng ta hoàn thành phương trình hóa học. Phương trình hóa học này được đọc là 4 nguyên tử B tác dụng với 5 phân tử O2 tạo thành 2 phân tử B2O5. Có nghĩa là số nguyên tử B là 4, số phân tử O2 là 5, số phân tử B2O5 là 2. Nên
Tỷ lệ số nguyên tử B và số phân tử O2 là 4 chia 5. Tỷ lệ số nguyên tử B và số phân tử B2O5 là 4 chia 2, tức là 2 chia 1. Trong phương trình hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau. Vận dụng kiến thức này, chúng ta sẽ thực hiện bài tập 7, trang 58, sách giáo khoa. Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp, đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau. Phương trình A, Cu tác dụng với một chất chưa biết, tạo thành hai phân tử CuO. Chúng ta thấy sau phản ứng có hai nguyên tử Cu, nên trước phản ứng chúng ta sẽ đặt hệ số 2 trước Cu. Đồng thời, sau phản ứng hai phân tử CuO có hai nguyên tử O, vậy trước phản ứng chúng ta sẽ cho hai nguyên tử Cu tác dụng với một phân tử O2. Câu B. ZN tác dụng với HCl tạo thành ZnCl2 và H2. Kiểm số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Chúng ta thấy trước phản ứng có một nguyên tử ZN, sau phản ứng cũng có một nguyên tử ZN. Sau phản ứng có hai nguyên tử Cl, nên trước phản ứng chúng ta sẽ đặt hệ số 2 trước HCl. Như vậy, trước phản ứng có hai nguyên tử Cl và hai nguyên tử H, sau phản ứng cũng có hai nguyên tử Cl và hai nguyên tử H, phương trình đã cân bằng. Câu C, CaO tác dụng với HNO3 tạo thành CaNO3 hai lần và một chất chưa biết. Trước HNO3, chúng ta sẽ chọn hệ số là bao nhiêu để điền vào chỗ trống. Nhìn vào công thức hóa học của sản phẩm CaNO3 hai lần, chỉ số của NO3 là 2, tức là chúng ta có hai nhóm NO3. Do đó, trước phản ứng sẽ đặt hệ số 2 trước HNO3 để có hai nhóm NO3. Kiểm lại số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Trước phản ứng, trong công thức CaO có một nguyên tử Ca. Sau phản ứng, trong công thức CaNO3 hai lần có một nguyên tử Ca. Trước phản ứng, hai phân tử HNO3 có hai nhóm NO3. Sau phản ứng, trong công thức CaNO3 hai lần cũng có hai nhóm NO3. Trước phản ứng còn 2H, sau phản ứng chưa có H. Trước phản ứng còn 1O, sau phản ứng thiếu 1O. 2H kết hợp với 1O sẽ tạo thành chất H2O. Như vậy là đã hoàn thành nội dung luyện tập theo sách giáo khoa. Chúc các em học tốt!